nó đuối bị dập bẻ rồi, mà tôi bị dập bẻ rồi, tôi cảm giác tôi nói là chừng nửa tiếng, không tới nửa tiếng nữa là tôi xong đó. Tôi ôm cái can mà hai cái tay dập bẻ. Lúc mà gọi vô nhà là phải hai thằng ôm, thằng bên ôm đưa thằng giữa đứng lên, đưa điện thoại lên cao đó rồi gọi mới được, chứ để thấp thấp là sống nó quýnh ướt điện thoại liền. Thôi điện thoại này giờ là nó quý giá lắm, có nhà điện thoại này là chính anh em tôi mới còn sống nè. Thưa quý vị và các bạn, đến với những làng quê ven biển, không khó để được nghe bà con kể những câu chuyện về sự giúp đỡ lẫn nhau của ngư dân nơi đây. Giữa biển cả mênh mông, ngư dân đã thể hiện tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau. Mỗi lúc gặp sóng to gió lớn, hoạn nạn khó khăn, họ đã dám vật lộn với thủy thần để viết nên những câu chuyện xúc động về tình người trên biển. Đây là tàu cá TG0969TS chuyên chở người, hải sản và ngư cụ, hành nghề đóng đáy trên biển của anh Quỳnh Kim Dũng, ngụ tại ấp Đèn Đỏ, xã Tân Thành, huyện Cờ Công Đông làm chủ. Tàu đã bị sóng dữ đánh chìm cùng với 9 ngư dân vào buổi trưa ngày 24 tháng 12 năm 2020. Anh Quỳnh Kim Dũng cho biết các ngư dân của mình ở ngoài các hàng đáy gọi điện báo vào cho biết thời tiết không tốt, biển động nên không khai thác được. Anh mới cho tàu cá TG0969TS ra biển để đón anh em ngư phủ vào đất liền nghỉ, chờ biển lặng mới trở ra khai thác trở lại. Nghe thông tin từ ở ngoài biển điện vào là ghe bị sự cố chìm. Lúc đó tinh thần cũng suy sụp, nhưng mà quán cố gắng là phải chạy tới kêu gọi những anh em làm nghề biển ủng hộ ra cứu vớt người và cứu vớt phương tiện. Nhờ sự hỗ trợ của tất cả anh em làm nghề ở biển thuộc khu vực của địa phương, là chạy ra cứu, hỗ trợ cứu người. Là người đã gắn bó với nghề đóng đáy khơi hơn 30 năm với gia đình anh Dũng, cũng đã nhiều lần bị tai nạn do các tàu vận tải đụng sập hàng đáy hay các tàu cá va chạm với nhau khi đang hoạt động khai thác thủy sản trong đêm tối. Nhưng nghĩ lại vụ tai nạn xảy ra buổi trưa hôm đó, anh Ngọc cho biết đến hiện tại anh vẫn chưa hết bàng hoàng. Lần này là lần thứ ba rồi á. Lần này là đáng sợ, lần này tại vì lạnh. Còn mỗi kia đụng á là có chiếc tàu đụng nó quay lại nó vớt liền. Còn lần này nó tới mấy tiếng với nó đuối bị dập bẻ rồi, mà tôi bị dập bẻ rồi, tôi cảm giác tôi nói là chừng nửa tiếng, không tới nửa tiếng nữa là tôi xong á. Tôi ôm cái can mà hai cái tay dập bẻ. Ông Nguyễn Văn Hoài, nay đã 54 tuổi, là thành viên lớn tuổi nhất trong 9 người bị nạn cho biết, 16 tuổi ông đã xuống ghe đi biển và đã gắn bó với nghề đóng đáy khơi hơn 38 năm. Cầm trên tay chiếc điện thoại đã cũ kỹ, ông Hoài không khỏi bồi hồi xúc động khi kể lại cho những người đã cứu mình và những người bị nạn chung trong vụ tai nạn. Điện thoại nó trôi trước mặt cũng 10 thước mới lội theo lấy. Và thằng cháu nó kêu đưa đây con coi coi xài được không, được con điện đầu sau nó nước chưa có vô đoạn điện nhà kêu Dũng mới kêu ghe ra. Lúc mà gọi vô nhà là phải hai thằng ôm, thằng bên ôm đưa thằng giữa đứng lên, đưa điện thoại lên cao đó rồi gọi mới được, chứ để thấp là sóng nó quýnh ướt điện thoại liền. Thôi điện thoại này giờ là nó quý giá lắm, có nhà điện thoại này là chính anh em tôi mới còn sống nè, còn không điện thoại là chính anh em tôi chết đó rồi. Tôi giữ để dành là suốt đời của tôi luôn á. Nó hư rồi tôi để kỷ niệm nữa. Khi nghe tin phương tiện của anh Dũng bị sóng biển nhận chìm cùng với 9 người bạn ở ngoài biển, mặc dù biển đang động khá dữ dội, anh Hồ Thanh Linh không nghĩ ngợi gì, ngay lập tức thông báo và huy động cho những ngư phủ của mình nhanh chóng xuống tàu nổ máy, tức tốc ra khơi đến ngay vị trí tàu cá TG0969TS bị chìm để tìm kiếm cứu hộ 9 người bị nạn và hỗ trợ việc trục vớt tàu chìm. Sóng gió đồ nhiều lắm, nhưng mà mình nghe anh em mà gặp nạn quả đó rồi đâu nghỉ ngơi đâu, trong nhà mới nghe vậy là lật đật mới xuống ghe đề máy ra quay vớt anh em lên. Em vớt được 5 người, chạy khoảng còn khoảng trăm mấy 200 mét là thấy mảnh rồi, sóng nó đang phởi ra thì thấy cũng chớp nhát rồi đó, rồi thấy 4 người một chỗ rồi còn một người lẻ tẻ cũng hơi xa chút, nó lên mà ảnh cũng hơi mệt rồi, người thì ở trần, người thì ấy là cũng mệt mỏi, đó mệt mỏi rồi vớt lên mà ảnh cũng đuối rồi, thở rồi. Do ảnh hưởng của cơn bão số 14 trước đó mấy ngày, biển động nên hầu hết các phương tiện hành nghề trên biển nói chung, nghề đóng đáy nói riêng đều đã vào bờ rất sớm. Nhưng khi hay tin phương tiện của anh Dũng bị nạn cùng với những người bạn đáy khi đang hành trình vào đất liền, thì ngay lập tức họ bỏ dở công việc, huy động bà con ngư phủ bất chấp hiểm nguy nhanh chóng ra khơi.
bởi vì đối với bà con ngư dân, việc cứu người là quan trọng. Sẵn có người thuyền viên ở ghe nó cũng đang làm hộ đó, thì đi ra tốc đi ra chạy ra là cứu người, trước là cứu người, rồi sau đó là mới cứu người xong hết rồi mới chạy lại là mới phụ phương tiện mà chiếc ghe bị chìm á, là mình hỗ trợ phụ đặng mình kéo vô. Nó không phải là trôi chung một chỗ, cũng như đầu trên hai người, đầu dưới này hai người, rồi trong đó là ghe em cũng có hai người để mà theo phụ á, rồi chạy gần tới rồi em cũng sợ là mấy người ở bị nạn ở sông ta đuối, rồi em kêu mấy ông lại trước sạn dây đi, nhưng khi mình ghe thì biển thì đang sóng gió thì em kêu là sạn gần tới thì mình thả dây đặng mình cho mấy ổng chụp mình kéo vô cho nó, những khi ghe mình nó nhồi tới nhồi lui nè, rồi sợ mấy ổng đuối rồi cứu được bốn người. Tôi bỏ đái giá tôi tốc hành chạy liền la cứu hộ liền, mà tôi chạy sau mấy chiếc ghe kia ra cứu vớt trước, tôi chạy ra sau, tôi cũng vớt phụ anh em vớt đồ đạc rồi của anh Hai Dũng lên thôi, thấy được cái sỏ thôi, thấy cái sỏ chớp cái mũi thôi chứ không thấy toàn bộ gì hết, thấy cây dáng đầu dây phao rồi trôi giữa hết, còn tôi không thấy người, vừa vớt xong. Đi biển là nghề chứa đựng nhiều sự rủi ro bởi những diễn biến bất thường của thời tiết cũng như những sự cố máy móc trên tàu có thể xảy ra. Việc giúp đỡ các tàu bạn khi gặp nạn trên biển đối với bà con ngư dân là việc làm bình thường. Đối với bà con ngư dân, thuyền là nhà, biển cả là quê hương. Đã có nhiều vụ việc sự cố xảy ra, nhưng với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, các ngư dân đã hỗ trợ lẫn nhau để giảm những thiệt hại về người và tài sản trong những chuyến ra khơi. Bởi vì biển là hơi thở, là cuộc sống của những người dân nơi đây. Được biết, vào lúc 10 giờ 50 phút ngày 24 tháng 12 năm 2020, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang nhận được tin báo về tàu cá của bà con ngư dân ấp Đèn Đỏ, xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông bị nạn do sóng nhấn chìm. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã điều động tàu PB 159801 của Hải đội 2 nhanh chóng cơ động ra khu vực có tàu cá bị nạn. Đến 12 giờ 25 phút cùng ngày, lực lượng đã đưa 9 ngư dân vào bờ an toàn. Các ngư dân trên đã được các đồng chí lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và huyện Gò Công Đông đón tiếp, thăm hỏi, động viên tinh thần, kiểm tra chăm sóc sức khỏe, tổ chức phương tiện đưa bà con về địa phương để tiếp tục bám biển.